Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự tối thứ năm ngày 1 tháng 3 năm 2018 của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau. Luyện giỏi, rèn nghiêm, kỷ cương hiệu quả là chủ đề lễ ra quân huấn luyện năm 2018 của lực lượng vũ trang tỉnh Thái Bình vừa diễn ra sáng nay. Tối qua, lễ hội đền Trần Thái Bình đã chính thức khai mạc. Chỉ trong vòng 8 tiếng có 2 vụ tai nạn giao thông xảy ra tại đường cao tốc Thái Bình - Hà Nam. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay tại quảng trường 14 tháng 10, lực lượng vũ trang Thái Bình tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2018 và phát động thi đua đột kích với chủ đề luyện giỏi, rèn nghiêm, kỷ cương hiệu quả, thực hiện các nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương. Dự lễ ra quân huấn luyện có đồng chí Phạm Văn Sinh, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Đại tá Đào Tuấn Anh, Phó Tư lệnh Quân khu 3 và các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh. Quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc nghị quyết của Quân ủy Trung ương về nâng cao chất lượng huấn luyện giai đoạn 2013-2020 và những năm tiếp theo, chỉ thị nghị quyết của các cấp ủy đảng về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2018, chấp hành nghiêm mệnh lệnh huấn luyện. Lực lượng vũ trang Thái Bình tổ chức huấn luyện nghiêm túc, sát với thực tế chiến đấu và đặc điểm của địa phương đơn vị. Mục tiêu đề ra là hoàn thành 100% nội dung chương trình huấn luyện cho các đối tượng, thực hiện tốt 3 thực chất trong huấn luyện, làm tốt mọi công tác chuẩn bị, tổ chức diễn tập, hội thi, hội thao, kiểm tra đánh giá chất lượng huấn luyện, phấn đấu các nội dung thi kiểm tra 100% đạt yêu cầu, trên 75% khá giỏi, an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Các cơ quan đơn vị duy trì chặt chẽ nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, quản lý chặt chẽ vũ khí trang bị, kỹ thuật quân sự, chấp hành nghiêm các quy định, quy tắc bảo đảm an toàn. Tại lễ ra quân, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị tham gia đã phát động ký cam kết thi đua thực hiện phong trào thi đua luyện giỏi, rèn nghiêm, kỷ cương, hiệu quả. Thời gian thực hiện đợt thi đua là từ ngày 1 tháng 3 đến hết ngày 30 tháng 3 năm 2018. Tiếp đó, các lực lượng vũ trang trong tỉnh đã tiến hành duyệt đội ngũ, biểu dương lực lượng, thể hiện quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ huấn luyện năm 2018. Đợt thi đua đột kích, luyện giỏi, rèn nghiêm, kỷ cương hiệu quả gắn với tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, 60 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng và Đại hội thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013-2018. Đây là hoạt động góp phần quan trọng hoàn thành nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương và phong trào thi đua quyết thắng nói chung, nhiệm vụ huấn luyện nói riêng. Thông qua đó góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2018. Tiếp đó, ngay trong sáng nay, các huyện trong tỉnh cũng đã tổ chức ra quân huấn luyện năm 2018. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin trong phần sau của chương trình thời sự. Thưa quý vị và các bạn, tối qua 28 tháng 2, tức ngày 13 tháng Giêng âm lịch, tại khu di tích quốc gia đặc biệt Đền thờ và Lăng mộ các vua Trần, xã Tiến Đức, huyện Hưng Hà, lễ hội đền Trần Thái Bình năm 2018 đã chính thức khai mạc. Tới dự lễ khai hội có đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành cùng đông đảo nhân dân và du khách thập phương. Diễn văn khai mạc đã khái quát lịch sử hào hùng của Vương triều Trần, khẳng định mảnh đất Long Hưng, Thái Bình là nơi phát tích, dựng nghiệp, nơi khởi nguồn trực tiếp của triều đại nhà Trần, một nhà nước phong kiến thịnh trị, hùng mạnh bậc nhất trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc. Cả ba lần kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược, mảnh đất Long Hưng, Hưng Hà ngày nay đều là nơi nhà Trần chọn làm căn cứ quan trọng để tập hợp quân sĩ, chuẩn bị vũ khí, lương thảo. Trải qua gần 8 thế kỷ, lăng mộ các vua Trần, lăng mộ Thống quốc Thái sư Trần Thủ Độ và linh từ quốc mẫu Trần Thị Dung vẫn được đời đời cháu con và nhân dân gìn giữ. Năm 2014, lễ hội đền Trần Thái Bình chính thức trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần được công nhận là di tích quốc gia đặc biệt. Trong buổi tối khai mạc lễ hội, các đại biểu, nhân dân trong và ngoài tỉnh đã được thưởng thức các tiết mục văn hóa, văn nghệ đặc sắc như màn chống hội, múa lân sư rồng, vở cải lương Đức Vua Phật Hoàng Trần Nhân Tông do đoàn cải lương Thái Bình biểu diễn. Năm nay thì có một cái điểm mới, điểm nhấn mạnh của ban tổ chức, đó là kết nối những địa điểm có các di tích lịch sử liên quan đến triều đại Trần trên đất Hưng Hà, đặc biệt
là ban tổ chức lễ hội của Hưng Hà đã phối hợp cùng với dòng họ Trần trong cái cuộc tổ chức cái lễ giỗ tổ họ Trần. Lễ hội đền Trần Thái Bình diễn ra ngày 13 tháng Giêng hàng năm nhằm tôn vinh công lao dựng nước và giữ nước của nhà Trần trong lịch sử Việt Nam, đồng thời thông qua đó giáo dục thế hệ trẻ lòng tự hào, ý chí quật cường, bất khuất trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc, khơi dậy tinh thần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong mỗi người dân đất Việt. Đây là cái truyền thống của đất nước mình, truyền thống của ông cha mình để lại thì mình vẫn phải giữ. Thì đây là một nơi đền thờ của các vị vua và rất ấn tượng đối với những người dân. Hôm nay lễ hội đền Trần tổ chức rất là hoành tráng. Tôi đã chứng kiến được cái cảnh là rước kiệu này và múa lân, múa rồng. Lễ hội đền Trần năm nay diễn ra từ ngày 13 đến ngày 18 tháng Giêng âm lịch, tái hiện những phong tục nghi lễ cổ truyền như tế lễ, rước nước và thi cỗ cá, thi cờ tướng, thi pháo đất, kéo lửa nấu cơm cần, gói bánh chưng, vật cầu, thi kéo co. Chiều nay, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, chủ trì hội nghị đánh giá kết quả kiểm tra về thực hiện chương trình nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh. Cùng dự có đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy. Đồng chí Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. Đồng chí Đoàn Hồng Kỳ, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư. Thời gian qua, các dự án cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh cơ bản hoàn thành lắp đặt hệ thống đường ống đến hộ gia đình, phối hợp với các địa phương triển khai việc đấu nối đồng bộ cho các hộ dân, chất lượng nước của các nhà máy bảo đảm đạt chuẩn theo quy định. Đến ngày 31 tháng 12 năm 2017, nếu trừ 17 xã thuộc phạm vi cấp nước của Công ty Cổ phần Nước sạch Hưng Hà, thì tỷ lệ đấu nối sử dụng nước toàn tỉnh đạt tỷ lệ 77,8%. Đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đề nghị đoàn kiểm tra tổng hợp và đưa ra kết luận của cuộc kiểm tra việc thực hiện chương trình nước sạch nông thôn. Đồng chí cũng yêu cầu các ngành, địa phương và các cấp hội, đoàn thể tập trung cho công tác tuyên truyền, vận động và có chính sách hỗ trợ cho các hộ dân, nhất là đối với 10 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nhưng chưa đạt tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sinh hoạt và 17 xã phía Bắc của huyện Hưng Hà, tập trung chỉ đạo để nâng cao chất lượng nguồn nước và chất lượng dịch vụ. Các ngành phối hợp giải quyết những kiến nghị vướng mắc của người dân về việc huy động đóng góp ban đầu, đồng thời chỉ đạo thực hiện nghiêm túc 6 nội dung công khai của các doanh nghiệp nước trên địa bàn. Hơn 1.000 đợt trợ giúp pháp lý lưu động về cơ sở, thực hiện gần 20.000 vụ việc tư vấn pháp luật và đặc biệt trong những năm gần đây, hoạt động tham gia tố tụng của trợ giúp viên pháp lý đã tạo một dấu ấn rõ nét trong công tác trợ giúp pháp lý. Đó là đánh giá của đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình tại lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Trung tâm Trợ giúp Pháp lý Nhà nước được tổ chức vào sáng nay. 20 năm qua, hoạt động trợ giúp pháp lý ở Thái Bình không chỉ đa dạng về hình thức, đối tượng phục vụ, mà còn đi vào chiều sâu chuyên môn, thu hút được đông đảo cộng tác viên. Mạng lưới hệ thống trợ giúp pháp lý ngày càng phát triển. Để đáp ứng đòi hỏi thực tiễn của hoạt động trợ giúp pháp lý nhằm cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí, chất lượng và hiệu quả, đồng chí Phạm Văn Xuyên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị Trung tâm Trợ giúp pháp lý cần tăng cường truyền thông và đổi mới về hoạt động, nâng cao chất lượng theo hướng lấy người được trợ giúp pháp lý làm trung tâm, thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý, trong đó chú trọng các vụ việc tham gia tố tụng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời huy động các nguồn lực xã hội tham gia trợ giúp pháp lý, có cơ chế giám sát, phản biện xã hội để hoạt động trợ giúp pháp lý phát huy hiệu quả. Sáng nay tại khu di tích đền thờ tổ họ Trần thôn Phương La, xã Thái Phương, huyện Hưng Hà đã diễn ra đại lễ giỗ tổ họ Trần Việt Nam. Nhà sử học Dương Trung Quốc, Tổng thư ký Hội khoa học lịch sử Việt Nam, đồng chí Nguyễn Thị Lĩnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình dự lễ. Theo sử sách, Đức Tổ họ Trần là Trần Hoàng Nghị đã có công tạo dựng đội quân dân binh tinh cương, giúp triều Lý dẹp loạn và mở ra thế trận toàn dân chống giặc Nguyên Mông sau này. Trong trận chiến với giặc ngoại xâm, Đức Tổ Trần Hoàng Nghị hy sinh anh dũng và được vua Lý Huệ Tông phong Đức Trần Hoàng Nghị Đại Vương, được đảng phúc thần và lập đền thờ tại quê hương làng Phương La ngày nay. Tại buổi lễ, các thế hệ con cháu họ Trần đã điểm lại lịch sử xây dựng, phát triển và hưng thịnh của nhà Trần. Lễ giỗ tổ họ Trần Việt Nam là một nghi thức thiêng liêng hàng năm đầy ý nghĩa nhân văn, gắn kết tình cảm huyết thống trong con dân của họ Trần hướng về cội nguồn, cùng nhau đoàn kết gia tộc, đoàn kết với các dòng họ, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc tổ tiên, góp phần xây dựng bảo vệ quê hương đất nước ngày càng văn minh, giàu đẹp. Thưa quý vị và các bạn,
Gieo xạ gieo vãi không chỉ dẫn đến việc lạm dụng thuốc trừ cỏ gây ảnh hưởng tới môi trường và sức khỏe, mà trên thực tế, nhiều diện tích gieo xạ gieo vãi ở nhiều địa phương đang có nguy cơ bị chết do tuyến trùng gây hại. Phản ánh của phóng viên thời sự. Những ngày này, ông Nguyễn Thanh Trương, xã Quang Lịch, huyện Kiến Sương đứng ngồi không yên khi hàng mẫu ruộng gieo xạ của gia đình nhiều diện tích phát triển kém. Cây lúa có triệu chứng vàng lá, nhổ lên thân rễ trắng, xuất hiện u bướu. Nói chung là vụ trước là dính cái bệnh nùn sọc đen. Thế là sau khi chúng tôi lại tiếp tục mùa này cũng tiếp tục gieo xạ thì lại xảy ra những cái bệnh như vụ này là mới kiểm tra từ hôm qua hôm nay nè. Thì bây giờ đang triển khai cái hội nghị để các ông bà trưởng phó thôn để triển khai về các thôn để chúng ta để xử lý và phòng trừ cái bệnh đó. Gia đình ông Trương không phải là trường hợp hiếm của việc cấy lúa gieo xạ bị nhiễm bệnh ở huyện Kiến Sương. Qua kiểm tra thực tế của Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, với trên 5.000 hecta gieo xạ, tỷ lệ bệnh nơi thấp từ 5 đến 10%, nơi cao từ 30 đến 50%, cá biệt có nơi từ 80 đến 90%, đặc biệt ở các xã Quang Lịch, Vũ Quý, Vũ Lễ, Nam Cao, Quyết Tiến, Hồng Thái. Nếu không có biện pháp phòng trừ kịp thời, bệnh sẽ phát sinh gây hại nặng. Để phòng trừ bệnh do tuyến trùng thì tại thời điểm này bà con cần thực hiện như sau: đưa nước vào ruộng khoảng từ 2 đến 3 cm và giữ liên tục trong 5 đến 7 ngày, đồng thời bón vôi với lượng từ 20 đến 25 kg trên sào. Với những diễn biến của bệnh, các địa phương tuyên truyền để bà con nắm rõ biện pháp phòng trừ. Cũng từ thực tế, những hệ quả của gieo xạ gieo vãi hai vụ gần đây, sâu bệnh gây hại ảnh hưởng tới năng suất, chất lượng cây trồng. Do vậy, cương quyết từ vụ sau, bà con đẩy mạnh cấy bằng máy để bảo toàn năng suất và chất lượng. Sáng sớm ngày hôm nay, một vụ tai nạn giao thông đã xảy ra khiến một xe ô tô tải lật nghiêng tại đường Thái Bình, Hà Nam. Như vậy, chỉ trong vòng 8 tiếng trên đoạn đường này đã xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông. Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng nay tại ngã tư đường 396B, giao với đường Thái Bình, Hà Nam, thôn A Mễ, xã Quỳnh Trang, huyện Quỳnh Phụ. Va chạm xảy ra giữa xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 15C-17816, kéo theo semi remote 15R-01831 do lái xe Nguyễn Văn Đồng sinh năm 1987 điều khiển với xe ô tô tải mang biển kiểm soát 88C-08570 do lái xe Hoàng Văn Sơn sinh năm 1996 điều khiển. Vụ tai nạn khiến cho xe ô tô tải mang biển kiểm soát 88C bị lật nghiêng, móp méo, hư hỏng nhiều bộ phận. Đặc biệt, cũng tại vị trí này, vào khoảng 20 giờ tối qua ngày 28 tháng 2, cũng xảy ra một vụ tai nạn giữa xe đầu kéo với một xe ô tô tải. Rất may cả hai vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng của huyện Quỳnh Phụ đã có mặt kịp thời để điều tiết giao thông cũng như là xác định nguyên nhân của vụ việc. Với chủ đề luyện giỏi, rèn nghiêm, kỷ cương, hiệu quả, sáng nay các huyện, thành phố cũng đã tổ chức ra quân huấn luyện năm 2018. Đợt huấn luyện năm nay được huyện Đông Hưng triển khai cho 3 lực lượng. Đối với lực lượng thường trực, thời gian huấn luyện từ ngày 1 tháng 3 đến ngày 31 tháng 12 với các nội dung giáo dục chính trị, quân sự, điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến bộ binh, chiến thuật, hậu cần kỹ thuật. Đối với lực lượng dân quân tự vệ, tổ chức huấn luyện trong tháng 3 và tháng 4 với nội dung huấn luyện, nhận thức chính trị, pháp luật, điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật ném lựu đạn, tháo lắp súng trường CKC. Riêng lực lượng dự bị động viên, huyện Đông Hưng sẽ tổ chức huấn luyện kiểm tra sẵn sàng chiến đấu, động viên theo kế hoạch riêng. Ra quân huấn luyện năm nay, huyện Quỳnh Phụ sẽ kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với giáo dục chính trị, lấy tập huấn bồi dưỡng cán bộ là khâu then chốt, nắm chắc quy định và pháp luật trong thực hiện nhiệm vụ, thành thạo các động tác kỹ thuật, chiến đấu bộ binh. Huyện Quỳnh Phụ cũng đã tổ chức ký kết giao ước thi đua và thi mô hình học cụ trang bị kỹ thuật năm 2018. Năm 2018, huyện Vũ Thư thực hiện huấn luyện lực lượng dân quân tự vệ theo phương pháp xoáy vòng xe kẽ, kết hợp cả lý thuyết lẫn thực hành, lấy thực hành làm chính, kết thúc từng nội dung, tổ chức kiểm tra đánh giá kết quả theo giáo trình. Đối với lực lượng thường trực, nội dung huấn luyện theo từng đối tượng, huấn luyện điều lệnh đội ngũ, kỹ thuật chiến đấu, huấn luyện chiến thuật, hội thao đánh giá kết quả hoàn thành đối với lực lượng dân quân tự vệ bộ binh trước ngày 30 tháng 5 năm 2018. Ban Chỉ huy quân sự huyện Hưng Hà đã tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2018, kết hợp chặt chẽ giữa huấn luyện quân sự với rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm chiến đấu cho cán bộ chiến sĩ.
đồng thời thực hiện tốt phong trào thi đua quyết thắng, phấn đấu 100% các nội dung hội thi hội thao đạt yêu cầu, trong đó trên 80% đạt khá, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương năm 2018. Thưa quý vị và các bạn, với mong muốn góp phần xây dựng quân đội nhân dân Việt Nam ngày càng tinh nhuệ, chính quy và từng bước hiện đại, những năm gần đây, thành phố Thế Bình ngày càng có nhiều trí thức trẻ là học sinh, sinh viên, đảng viên, cán bộ công chức đã hăng hái tình nguyện lên đường nhập ngũ, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Chỉ còn vài ngày nữa, Phạm Duy Đông cùng 170 thanh niên thành phố sẽ lên đường nhập ngũ. Với Đông, hành trang trong ba lô không chỉ là quân tư trang mà còn là những tập tài liệu của ngành y, là những kiến thức Đông đã được học để tiếp tục được bồi đắp và phục vụ trong quân ngũ. Em đã từng đi học trung cấp chuyên nghiệp về ngành dược. Em đã đi làm được 3 năm nay. Trong đó đã từng một thời gian làm cho Dược Trung ương Mediplantech ở Hà Nội. Qua 3 năm việc thì em cũng mong muốn là mang cái kiến thức của mình để phục vụ cho xã hội. Còn với Kiên, vốn là học sinh giỏi của trường Trung học Phổ thông chuyên Thái Bình, đã tốt nghiệp Đại học Điện lực và hiện đang công tác tại Công ty Cổ phần Nghiên cứu và Thí nghiệm Điện. Song Kiên không đắn đo khi tạm gác lại công việc và mái ấm gia đình để tình nguyện lên đường nhập ngũ với tinh thần đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên. Em hiện tại đang làm thí nghiệm điện rồi thì em cũng rất là mong muốn là có thể đem cái chuyên môn của mình được phục vụ trong quân đội. Ít nhất là phát huy ở trong 2 năm nghĩa vụ của mình, có được cái đóng góp tốt nhất cho quân đội. Thứ hai là trong các hoạt động ngoại khóa thì từ năm nhất đại học đến hết đại học thì em đều hoạt động trong câu lạc bộ guitar cổ điển Hà Nội. Thì em cũng mong muốn đem cái đấy phục vụ cho các cái anh em chiến sĩ. Trong những năm gần đây, thành phố Thái Bình và các địa phương trong tỉnh đã liên tục đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục, quán triệt về luật nghĩa vụ quân sự, nhất là giáo dục ở các trường trung học phổ thông, trường đại học cao đẳng, khơi dậy lòng yêu nước của đội ngũ thanh niên trí thức, giúp họ hiểu rõ nghĩa vụ và trách nhiệm đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Nhờ vậy, năm 2018, thành phố đã bảo đảm được chỉ tiêu 170 thanh niên nhập ngũ, trong đó trên 20% thanh niên có trình độ cao đẳng đại học. Về cái chất lượng thì năm nay chúng tôi trước hết là theo cái về cái độ tuổi thì chúng tôi là chọn độ tuổi từ 18 đến 27. Tuy nhiên thì về chất lượng và sức khỏe thì chúng tôi là chọn là trẻ thì là 18, 19, 20. Thứ hai là ưu tiên những cái trường hợp đã học trong cao đẳng đại học. Khi điều chỉnh độ tuổi nhập ngũ lên 27 tuổi, đối với những công dân có trình độ cao đẳng đại học, cũng chính là tạo cơ hội cho những thanh niên có tri thức tham gia nghĩa vụ quân sự. Đây là một trong những lý do khiến chất lượng thanh niên nhập ngũ ngày một nâng cao. Cũng bởi thế mà rất nhiều những lá đơn tình nguyện xuất phát từ những bạn trẻ này. Những lá đơn tình nguyện được viết bằng tinh thần trách nhiệm trước nghĩa vụ thiêng liêng bảo vệ Tổ quốc. Đến đây, chương trình Thời sự tối của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình xin được tạm dừng. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình Thời sự trên trang web thaibinhtv.vn, trên ứng dụng TBTV Go hoặc trên fanpage và YouTube của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Bình. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.